Đan Thu xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh trực tuyến Dược Dương Thư Group. Sâm cao ly hay còn được gọi là sâm Triều Tiên, viên sâm, nhân sâm hay sâm Hàn Quốc có nguồn gốc từ Triều Tiên và một số tỉnh của Hàn Quốc. Với những công dụng mà nó mang lại cho sức khỏe con người, đây là loại thảo dược đặc biệt được người dân tìm thấy và ưa chuộng sử dụng từ 5.000 năm trước. Nó có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, chống oxy hóa, giúp ổn định đường huyết. Đây cũng chính là loại sâm được sử dụng rất nhiều trong y học dân gian của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Đan Thu tìm hiểu về công dụng cũng như là cách sử dụng loại dược liệu này một cách hiệu quả. Theo Đông y, sâm cao ly có vị ngọt, mát và tính ôn, có công dụng giúp an thần, đả thông kinh mạch, bồi bổ nguyên khí, là dược liệu quý hiếm của y học cổ truyền. Sâm cao ly chính phủ KGC có công dụng giúp tăng thể lực, tăng cường sự vận động cơ thể, tăng sức bền, giảm mệt mỏi thể chất. Sâm cao ly giúp phục hồi cơ thể, tăng cường sức khỏe, cải thiện trí nhớ, tăng cường sự minh mẫn, tăng khả năng tư duy, giảm thiểu các triệu chứng của trầm cảm, mệt mỏi, stress, giúp bổ máu, tăng tuần hoàn máu não, tăng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, tốt cho người thiếu máu, người bị bệnh tim, ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư, tăng cường miễn dịch, bảo vệ gan, giải độc cơ thể, chống oxy hóa, tăng cường sinh lực cho phái mạnh, là mỹ phẩm tuyệt vời, giúp làm đẹp da, giảm khô da, chống lại các dấu hiệu của lão hóa. Sâm cao ly chính phủ KGC có rất nhiều cách để sử dụng, tùy thuộc vào thói quen và liều dùng khuyến cáo mà chúng ta có thể sử dụng. Hãm trà, ngậm sâm, tán thành bột hoặc ngâm với mật ong để sử dụng. Theo như Đan Thu được biết, thì một số cụ già thường để một vài lát sâm khô ở trong túi áo, thỉnh thoảng đi chơi mệt mỏi, có thể đem ngậm ngay để tăng cường sức khỏe và lấy lại năng lượng. Sâm cao ly, ngoài cách sử dụng độc vị như trên, thì nó có thể kết hợp với một số thảo dược để chữa một số chứng bệnh khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!